Chiến đấu cơ Nga phóng tên lửa đạn đạo Kinzhal và tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên khắp Ukraine vào sáng sớm 13 tháng 1 giờ địa phương, không quân Ukraine cho biết trên Telegram. Theo Bloomberg, đây là đợt không kích quy mô lớn thứ ba được Nga triển khai nhằm vào Ukraine kể từ đầu năm nay. Chính quyền địa phương cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Bắc Chernihiv, Stase Kamenitsky, Ivano-Frankivsk và Rin, cũng như ở các khu vực Dnipropetrovsk và Poltava thuộc miền trung Ukraine khi hệ thống phòng không hoạt động. Sau nhiều tháng hạn chế, Nga đẩy mạnh chiến dịch không kích trước thềm năm mới 2024. Kể từ đó, hàng trăm tên lửa được nã vào các thành phố trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Chiến dịch không kích diễn ra trùng với thời điểm tiết trời trở lạnh hơn, khiến hàng triệu cư dân Ukraine gặp rủi ro nếu cơ sở hạ tầng điện hư hỏng. Vào sáng 13 tháng 1, nhiệt độ âm 13 độ C được ghi nhận ở miền trung Ukraine và âm 18 độ C ở miền đông Ukraine. Đợt không kích mới nhất được Moscow triển khai vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak bất ngờ đến Kiev để tái khẳng định cam kết an ninh đối với Ukraine. Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Sunak cam kết viện trợ quân sự trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào năm 2025. Thủ tướng Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm trong bối cảnh Kiev tìm cách đối phó chiến dịch quân sự đặc biệt được Moscow phát động cách đây gần 2 năm. Ông Stefan Sostrini, người vừa được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, dự kiến thăm Kiev vào cuối tuần này. Về phần mình, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Rykislav Budanov cho biết, chiến dịch phản công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Vào năm 2023, các cuộc xâm nhập đầu tiên của Ukraine vào Crimea đã diễn ra, đây mới chỉ là khởi đầu. Ông Budanov khẳng định trong bài phỏng vấn được Nhật báo Le Monde của Pháp đăng ngày 12 tháng 1.